hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kìm cái tính của em một xíu, kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Em nghĩ là không có hợp với chị à, nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. À, em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai, à, hay đi chơi với người ta. Anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì bạn đấy thân là thôi. Bạn thân ok. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi xin bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, anh chào bạn bên kia nha. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Thị Lưu, năm nay 23 tuổi. À, em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, quê mình đây luôn hả em? Dạ, quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An. Dạ. Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn? À, ưu điểm của em thì là năng động. Năng động. Nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món nó món nhậu à? Món chuối ốc là món nhậu, nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nào nấu cho bạn gái mới ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu. Kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn là gái vậy. Thì sao nè, điểm mạnh điểm dạ, yếu của điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu quá chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lành, có biết nấu ăn, thời thiên về gia đình đó chị. Ừ. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Ừ, chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị, đi lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À, vậy thì tình trường mình sao? Có em rồi. Trải qua hai mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ thứ nhất là khoảng cách xa đó chị. Em nghĩ là không có hợp với chị à. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh à. Mà ở bên kia là... Muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Ừ. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới, đang ở quê hả? Là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi. Ừ. Già mới về đừng có lo. Ờ, bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua hai mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì tập công việc làm DJ á. Ừ. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn có làm lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Yeah. Em là mét mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ có công việc ổn định, lo rồi. Được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa. Ừ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc. Đúng quyết rồi. Đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa được. Không ngoài tính gia trưởng cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À, em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia à. Cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng. Kén chọn. Hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn, hợp luôn. Trời ơi, vô luôn, được rồi, chung quá luôn. 95 hợp. Dạ chào chị.
em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này thì nên cái sĩ diện cho em dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy, cứ càng lì em càng nhây, coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không? Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì... Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì, em thích là thực tế hơn, bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ thì cái đó cũng là tặng quà, không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn, ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm cái váy nó mắc hơn nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần, nó em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn, tự tin. Dạ. Rồi được. Chị được đưa đưa không chị? Được cưng. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng. Cái khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Trời rồi. Mất 5 phần. Đôi giày không tớt, đôi giày không tớt. Thôi về đi giày được rồi. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phần sau. Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Người phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh không nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Đàn gái. Dễ thương. Dễ thương. Chấm rồi đó em. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai, chị ruột em với lại anh họ với lại mấy đứa bạn em anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay. Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến mấy 10% rồi đó. Nhưng mà về cái tính gia trưởng em nói thì có lẽ hạn chế bớt. Chị cũng thấy là cũng được. Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm. Em nói gì chị hai đi em. Dạ em chào chị. Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được. Mà anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó. Thấy là nó ngã liền là không sao chứ. Giờ em hứa với chị gái gì đi, cho gái tin tưởng em chút xíu đi. Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, em hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn trai hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ, chào các bạn khán giả. Em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm. Là một người của gia đình đấy em ạ. Nó lựa chọn vợ ấy thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó. Ý kiến sếp sao? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mong là hai bạn cho nhau một cơ hội để đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Rồi. Mà mình đã rủ thêm với bạn Hoàng Anh là bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á. Em cảm ơn anh. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nhé. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Sống vô. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn còn cái giỏ gì? Thì em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Em cộng đồng quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ cho chàng. Là cái gì? Tôi giờ mới thấy bạn của hẹn hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ làm chị mở thì kỳ quá. Cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta? Đây là hộp kim chi. Em nhìn phép quý vị bên dạy em nha anh chị nha.
Thử nếm em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. Em mang cơm cho... là em chiên. Dạ. À, à, phải ăn cơm, cơm ăn cơm. Cơm là ẩm chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của ảnh kìa. Ngon không? Ừ, được. Đó, quà tặng em đó. Dạ. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có phải nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có đồ ăn, tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn thấy em ấy thì đúng là một người cô gái ấy dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. À, em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. À, hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ... em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok, tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Ồ. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man, và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi, không này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha. Được, chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào, trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết, thì mình cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1 2 1 2 3 Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng? Dễ thương quá à. Nhưng anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà. Cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Ấy là nói với bà chị để xin chị một tiếng đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm bé. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thế chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Ta cảm động. Thôi mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Sao chị lại khóc? Em nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Và hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem. Và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Rồi. Cho dù quà nhiều nhưng mà phải tranh thủ, phải nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Hãy nắm chặt giống như nãy chị nói đó. Đi xem phim tìm hiểu nhau nha. Đúng rồi, nhớ nắm chặt phải tay là... nhau nào. Chị gái đã giao em gái cho em là phải nhớ làm tròn trách nhiệm của mình, nghiêm túc trong cái mối quan hệ này nha. Nhớ giọt nước mắt của chị gái nha. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúc em hạnh phúc anh chị nha. Hiện lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over luôn. Over luôn. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nghe cô qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Vợ Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy sao bạn? Trên trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái có coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Ừ đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần níu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không? Chưa yêu ai hả? Dạ. Thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ. Quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi mà. Nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em.
Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời? U30 rồi chị. U30. U30 rồi á hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Bóng ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó. Tạm gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em rất hiểu, em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông Người đàn ông. Đàn ông phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ là hài hước nè. Dạ rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ gì. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp. Đồng nghiệp. À, lời đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi nhá. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Ừ, mở quà. Dạ, từ từ nha anh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Vậy? Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho em đọc nha. Rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc không? Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đã chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu.
rất vui được gặp nhau. Dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Ừ, thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Dạ. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em á, nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mà hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể à. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ờ vậy. Biết rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả đó, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ.
Rối rồi, rối trời trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, 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 nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Con gái mà lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là chuẩn bị vui mà. Đây là tờ 50.000 em đặt bao nhiêu tờ? Cái này là em muốn 50 tờ. Tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời ơi, hợp lý nhỉ. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Wow. Hú hé quá, mình đây tò mò quá. Cầm đây ơi. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vá quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời xô đẩy. Cái này xô hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này người ta đến tiền anh nhiều quá, người ta bị mờ đó. Nghe em tới cũng nhiều, chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. Đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi chị. Dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra ngược nhau luôn á. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở với Hậu Giang 3 năm. Sao tréo ngoe quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ, chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính làm sao, mình có dọn qua Tây Ninh không?
Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình hơi khó. Kéo người ta về, chắc kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình, toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ 4 thì do cô ấy kém với chênh lệch tuổi quá nhiều. Ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đây kém tới 8 tuổi rồi đó. Không, kia kém đến 14, 15 tuổi rồi. Ồ, là con rất là trẻ luôn, 25 tuổi hả? Là sinh năm mấy ta? Dạ, con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc cũng kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay vậy chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Dạ. Nói ra chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Cũng không trắng mấy, yên tâm, yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi? Không có tính gia trưởng á chú. Mình nói hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như dạ. Là bạn trai con phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con được không? Không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được? Không, tức là tình yêu thương á. Yêu thương trọn đời luôn á, là không bao giờ gọi là không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái, những người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhờ. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay có nói là phải nói không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy ở trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chịu không nổi. Nó mà chịu không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh không ngủ, thể ngủ được. Em phải suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiên nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe cái câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa. Rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó. Chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa. Cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông.
Chú Kim có tật xấu gì không cháu? À, chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. À, từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, yeah. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối. Không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một giờ đi một tỉnh khác thì nó rất mất một thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là tiến xa hơn. Cảm ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi. Và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ, tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là nhớ tới em. Cảm ơn em. Kim mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Một con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp ý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn ngon. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là chưa gặp rồi. Chắc đó chưa. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên được không? Dạ. Anh mời em đứng lên được. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt cô ấy, coi coi cận mấy độ, coi coi mắt nó có chinh miếng nào không, có thay đổi gì không. Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ chưa. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng cô ấy một bài đi. Dạ.
Anh đến quê em một chiều nắng ngâm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này, mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Mình xin chào hai em bác, cho hai những tụi con quen nhau. Mình hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Không cà phê trời thì em đi ngang em ghé chào em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình nghĩ ai? Không đâu, em đi mình lên, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình lên vô chòi làm gì? Không anh ơi, cho em hỏi có cà phê không anh? Có cà phê không anh? Có của giờ bây giờ em giao hết mà đó, bởi vì em mới cần thương em sự thật, em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy gì 15 triệu đưa vợ hết. À, trai mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Dạ bên nhà gái xin được phép giới thiệu trước ạ. À. Rồi xin mời. Dạ em tên Nguyễn Thị Thanh Nga. Năm nay em được 43 tuổi. Em làm dài thể thao. Nga là ở đâu Nga? Dạ em ở Biên Hòa, Đồng Nai anh. À rồi mời em trai. Em tài xế xe. Em tên là gì? Em tên Lê Quang Lây, hôm nay 44 tuổi. Em ở đường tỉnh Lộ 10 á em. Đồng Nai với tỉnh Lộ 10 cách nhau chừng vài chục. Đồng Nai thì em đi ngang hoài. Đi hoài đúng không? Em có lái xe bỏ giày chưa? Có, em giao mấy cái cối mà đế giày, mấy cái cối đế á. Ủa vậy đó hả? Vậy là cũng được à, có đôi khi là giao lấy giày bên đó rồi mà chưa biết á. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần ưu điểm và khuyết điểm đi, xin mời nhà gái. Dạ cái ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em á thì ai mà nói gì tới em mà không đúng cái em buồn. Em buồn cái em khóc. Buồn khóc rồi chứ mình không làm gì người ta hết. Không làm anh gì hết nghe. Chỉ buồn khóc hả? Thôi. Giống anh. Giống Lây hả? Cũng buồn khóc. Một mình không ai biết. Vậy là em với anh giống nhau có chỗ đó rồi đó. Về vui cái là hai đứa mạnh ai nấy khóc, không ai nói với ai nữa mới vui á. Kỳ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Nấu đồ cũng được anh. Ừ. Ngon không? Cũng ngon mà. Cũng ngon hả? Rồi khuyết điểm là gì Lây? Ít nói. Ít nói. Gì nữa? À, hay buồn vậy thôi, còn cái là đi cà phê. Cà phê mà làm gì khuyết điểm? Tội nghiệp quá rồi. Cũng cà phê thì cũng các kiểu anh. Kiểu gì? Cà phê thôi chứ. Em uống cà phê kiểu gì em nói cho nghe coi. Có nhiều kiểu cà phê lắm. Cà phê ba rồi như mình đi cà phê vậy đó. Cà phê chòi có không? Không, cà phê chòi thì em đi ngang em ghé chòi em nghỉ mệt thế thì có. Nghĩ mình nghĩ ai? Không đâu, em đi mình lên, em đi là đi lên công việc đi làm á. Đi mình lên vô chòi làm gì? Không anh ơi, cho em hỏi có cà phê không anh? Có cà phê không anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tại nào giờ anh không có cà phê, anh không có biết cà phê không, nhưng mà anh biết cà phê bình thường à. Nãy mới nói tao uống cà phê các kiểu. Có đi cà phê giỏng không? À, cà phê giỏng thì có. Có thấy chưa? Nhưng mà em nằm ở anh thôi. Sao mà em biết em nằm ở anh? Không. Không. Cà phê trội đâu nhiều chỉ anh coi. Cà phê trội. Cà phê trời thì ở đâu? Cũng là ở đó luôn thôi. Ở Đồng Nai nhiều lắm. Nữa. Con chị của mình đứng làm tối ngành đi hỏi người ta địa chỉ là tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Tôi dám được, tôi biết nhiều chỗ lắm. Trời. Tôi đi hoài à. Bữa nào mình đi uống cà phê trời bữa nha. Bữa nào tôi dám không đi, tối ông đi. Anh hiền khô à. À. Nó đâu có gì đâu, nó buồn buồn đi uống cà phê tròi, phải giỡn chơi vui thôi, có gì đâu. Cứ tấn công tao hoài. Ừ, tại mệt em vô đó em nghĩ mệt thôi chứ. Nào giờ mấy mối tình rồi? Nó hai mối tình mà người ta yêu em không à. Trời ơi, sao lạnh lùng vậy? Không phải là người ta yêu mình mà mình không yêu lại. Yêu chứ mà cái là em không có chủ động á. Ví dụ người ta nói anh ơi, giờ em thích anh quá rồi sao? Thì đây em cũng nói thì có xem xét kỹ chưa mà thích. Như anh là một người tài xế xe vậy đó. Dạ anh cũng chưa có đến hoặc là một cái tấm lòng thương ai hết. Thì em thương thì như cũng tìm hiểu nhưng mà rồi người đó chủ động hoặc là điện thoại hẹn hò như thế. Vậy nữa hả? Em còn cái tình cảm của em là không có đâu. Rồi để tôi gọi coi nhà gái, tôi coi mắt nhà gái coi làm sao. Chào em gái. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một đời chồng đã ly dị này được 2 năm. Lúc đó thì em với ông xã em thì ảnh dạng như là không có quan tâm tới em, mẹ con em. Cho nên là cảm thấy thì không hợp nữa thì tụi em chia tay. Con em là con trai hay gái? Dạ con trai. Dạ ở với ai? Dạ ở với em. Ở với em luôn? Dạ. Rồi em đi làm ai giữ bé? Bé đi học anh, ở nhà với bà ngoại. Mấy tuổi rồi? Dạ nay bé được 10 tuổi. 10 tuổi? Dạ. Lây nghe cô bên đây có gia đình rồi thì em nghĩ sao? Một khi em không lên đây, em lên đây em cũng chấp nhận người đó. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là cái tiêu chí của anh để chọn bạn gái nó là cái gì? Tính tình sao? Tính tình thì tình người. Người đó như tỷ mình nhìn thấy người già kia nọ mình cũng thương, mình đừng có lấn lướt. Hoặc là mình đi trên đường cũng vậy, mình chạy chiếc xe mình gặp người già mình cho qua trước đi. Mình từ từ mình qua. Đó là mình cảm kích cái người lớn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì nói chuyện đâu qua đó rõ ràng. Không để ấp mở trong lòng. Đây là một chàng trai rất là hiền lành, chất phác, thật thà, lo làm ăn đó. Còn em muốn tìm một người chồng tương lai thế nào? Nói chung là em thì cũng muốn một người có tương lai, một người mà để gọi là tâm đầu ý hợp á, thì thứ nhất á là người đó cũng thiệt tình và đồng thời á phải đồng cảm với em. Cái thứ nhất, thứ hai nó đừng có ghen quá. Người mà dạng như chung chăn chung gói với mình á thì ghen quá thì mình cảm thấy là nó cái sự ngột ngạt. Dạ. Có ghen không Lây? Thương với nhau mình phải tin tưởng lẫn nhau, còn không thương thì thôi. Rồi Lây đi với ai vậy? Em đi ên anh. Mình ên thôi. Còn em gái Nga đi với ai? Dạ em đi với em họ của em. Em họ? Dạ. Rồi chào em họ của Nga. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em nói chung là nãy giờ em thấy anh Lây á thì có cái nói chung là hiền, thật thà và giống như là nói năng cũng điềm đạm lắm. Như vậy thôi. Có hợp với chị em không? Là em cảm nhận em chắc không hợp. Em cảm nhận em chắc không hợp. Anh thì hiền quá. Còn chị thì hơi chị lanh. Thì em thì lanh hơn anh. Bù trừ cho nhau được mà. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta cho hai bên gặp nhau đi nhờ. Rồi. Mở rào. Đó, đây là phần của em đó. Vô anh. Quà anh gửi em kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi cho anh. Đây là một bức thư và một cái hộp kẹo. Rồi, anh cảm ơn em rất nhiều. Em mở ra coi. Kẹo. Hả? Kẹo. Cái đó là kẹo cái... hả? Kẹo ngon quá anh. Nhớ hồi chi anh cũng. Trời ơi xin ăn nữa.
Hay gì đấy? Trời gì quá, đẹp quá vậy? Hương tình cuối mùa thu đó. Chào anh. Ngoài kia rất nhiều người, nhưng chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Em hy vọng chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ và chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội, anh nhé. Được không? Bỏ đây làm kỷ niệm, nằm ở trong tim của mình ngay từ đầu đi nha Lây nha. Em quay qua đây nói chuyện với lại Nga đi, nói lớn lên sao cho Nga nghe nè. Em chào anh. Anh lần đầu tiên anh gặp em, anh thấy làm sao? Dễ thương. Thì cái thì em còn, em nhìn thấy anh có đúng đối tượng của em không? Bây giờ nếu mà nó đúng đối tượng hay không đúng đối tượng á, thì để tìm hiểu thêm và mới biết được nó có đúng hay không. Chứ bây giờ mới gặp nhau cái mình đâu có thể nào đánh giá bên ngoài được, đúng không anh? Thì nếu mà cảm thấy được á, thì bao lâu anh cưới? Thật cưới xong rồi tiền ai giữ anh? Đó, vô luôn. Gia đình anh mà bao nhiêu anh có hai anh em à? Bây giờ từ từ em trai tôi đang rung trả lời từng câu ha. Cái tình cảm thì không biết là em dành cho anh như thế nào. Cái phần đó thì để tìm hiểu sau. Đúng rồi, nhưng mà anh thương em thì anh chấp nhận anh cũng thương con em đó. Cái điều kiện đó là anh làm được. Thí dụ anh thương em chừng nào anh cưới luôn, hỏi luôn rồi đó. Mình có thể qua năm sau, một năm mình cưới. Sau một năm mình cưới, được không? Dạ, rồi chẳng hạn như cưới rồi về ở đâu anh? Anh thì anh ở cậu, hồi nhỏ tới lớn thì bây giờ cậu cũng là lớn rồi, cũng lớn tuổi rồi. Sau khi về bên nhà, bên Cần Thơ quê ngoại sống, là bây giờ ở đó thì không ai ở. Khi ông mất rồi cũng không ai ở, khi về đó anh ở. Cần Thơ là ở đâu? Nó thuộc về huyện Phong Điền anh. Huyện Phong Điền, sát thành phố Cần Thơ luôn. Đó giờ á, quê em thì sinh sống là tại ở biên hòa Đồng Nai. Thì công việc của em đó cũng đang ở Đồng Nai. Nếu như mà thật sự em mà đi theo anh về bên đó thì thứ nhất là phải có công việc. Khi một mình anh làm nuôi thì hai mẹ con thì cũng hơi bị khó khăn. Thì cái đó em cũng nói trước. Ở Đồng Nai lại mà ở với ai, nhà của ai? Dạ nhà đó là nhà của em. Thí dụ bây giờ Lây về ở Đồng Nai với em, rồi Lây lái xe rồi hỗ trợ em thì có được không? Dạ cũng được anh. Đó, mình mở ra thêm một cái cửa nữa, đúng không? Thậm chí là hai đứa mà yêu thương nhau á, mình sẽ phát huy cách là gom tiền mua cái xe rồi chạy dịch vụ nữa. Đúng rồi. Cái ước nguyện của em nó điều đó thôi. Điều đó thôi đúng không? Đơn giản. Em làm thì như là có của thì vợ nắm. Vậy thôi. Có của vợ thì nắm. Bây giờ em giao hết mà. Đó. Bởi vì em mới cần thương em sự thật. Em không có tính toán hoặc là con cái hay là vấn đề gì do mẹ thôi. Cứ chạy về 15 triệu đưa vợ hết, đúng không? Chia lợi ích đúng không? Lấy lợi ích xấu xấu hổ. Lấy lợi ích đi cà phê rồi. Thấy tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ có đi cà phê đèn màu không? Có đi, chở vợ đi theo. Chở vợ theo. Thật cần lắm á. Hiền thiệt luôn á nha. Hiền thiệt chứ không phải là hiền giả. Không phải là diễn đâu nha. Đúng rồi, em thấy hiền. Bây giờ này nè, em tiến tới, em lại nắm tay Nga coi. Anh cho anh xin nắm tay nha. Đứng kéo Nga đứng lên. Trời ơi, buồn hôi không kìa. Rung quá mà ra buồn hôi luôn. Rung lắm á. Rồi, bây giờ là nè, người ta là còn trong trắng luôn á nha. Chưa có người yêu. Có lẽ đây mà yêu được là yêu tới cùng luôn á. Chưa nắm hai cái tay để đây coi. Đi thông lẽ tôi đi theo hai người này luôn. Em nhìn vô mắt Nga coi. Nhìn thẳng thẳng sâu vô mắt Nga coi. Em hát thử bài gì đó cho nó. Cứ ngỡ đời tôi đã hết thật coi. Bởi vì số phận tôi gặp không may. Tương lai mong ước trong đời xuôi thay sụp đổ tới bời. Ôi gã gời thẳng sáng trời ơi. Hay quá. Như từ đâu xuất hiện một người mang cho ta ánh sáng cuộc đời. Ta hạnh phúc bên người ơi. Đó. Thấy chưa? Hay quá. Hát ngọt ngào tình cảm. Em hát tặng lời bài cho anh đi.
Nói chung là em không có thuộc anh Quyền Linh ơi. Cho nên là em chỉ có nói thôi chứ. Rồi, em nói gì nói với anh đi. Thì nói chung là anh thấy anh á thì hát rất là hay, hiền. Thì thì sao em? Thì vấn đề nãy em cũng trao đổi anh gì đó thì cứ từ từ mình tìm hiểu. Là tìm hiểu là mình tìm hiểu như thế nào em nói. Đúng đúng. Anh rảnh cái thời gian nào? Anh tìm chừng nào mới hiểu. Anh thì nếu mà anh rảnh thì bữa chủ nhật. Còn anh chỉ muốn nói với em á thì anh thương em sự thật. Mình đừng có hai điều mình đừng nên bỏ lỡ. Một, chuyến xe cuối cùng. Hai là người thương mình thật lòng. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Anh mong em đừng bỏ lỡ. Hay quá. Thấy chưa? Anh nói nhỏ mà tới câu cuối hay ghê không? Bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Phải tạo mọi điều kiện để tìm hiểu với nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Em còn băn khoăn điều gì? Nói chung là em thấy anh này á, thì cũng hiền. Và nói chung chắc không phù hợp với em. Thật ra cuộc đời để kiếm cái người mà Phù hợp với mình nó khó lắm. Dạ. Có thể chúng ta tự tạo cho mình cái cơ hội để mình phù hợp với nhau. Hay là chúng ta có thể thương những cái gì mà nó chưa hợp với mình. Cái điều đó hay nha, có những người không hợp nhau nhưng họ sống với nhau cả đời luôn. Bởi vì họ hỗ trợ cho nhau, xa nhau thì họ thiếu cái gì đó. Còn hai hợp với nhau á, là hai người cùng cá tính với nhau, nó dễ chọi với nhau lắm. Thôi, duyên số mình không có rồi. Em trai nha. Em ít có cô gái lắm. Thì nha em nhút nhát. Em này thì nói không hợp thì em cũng chấp nhận. Không sao đâu em. Rồi sẽ có rất nhiều người trên truyền hình hợp với em. Có rất nhiều trên người trên truyền hình sẽ hợp với em gái bên kia. Cảm ơn anh chị. Rồi, đi xuống đi đây xuống chị. Đây. Này, em chào anh Linh. Rồi. Rồi, chị đi đường này nè. Đôi khi cuộc sống mình mong muốn người mà hợp thật hợp với mình rất rất là khó lắm. Chính vì thế chúng tôi luôn luôn muốn những cặp đôi họ sẽ suy xét cho tận cùng để xem cũng không cần hợp gì cho lắm, chỉ cần hợp một chút chút thôi. Rồi từ đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta phù hợp với nhau.